Và hôm nay chúng ta đến buổi cuối nhá, đúng không? Cuối của Đạt Phương là chúng ta nốt cái báo cáo chính đi. Hôm rồi thì thị trường đang hồi. Đạt Phương thì sau khi công bố báo cáo chính thì kết quả kinh doanh đã tốt lên. Giá cổ phiếu đã tăng 3 phiên liền, đúng không? Điều là phiên lớn. Đặc biệt hôm qua thì khối lượng giao dịch là cực kỳ lớn, triệu tư. Như vậy là đây là theo tình trạng là có tin thì theo tin. Không nhớ hôm nọ có một hôm cao nhất là 4472, và trong phiên ngày hôm đó thì được coi là ngang một cái giá 329. Hôm qua thì đóng cửa là 365 và trong giờ thì là 33. Như vậy khả năng là cũng đã chạm đến vùng cao nhất hôm nọ rồi. Như vậy là Đạt Phương sau khi công bố cái ở doanh, đúng không? Chúng ta có 3 phiên tăng liền. Có thể là sẽ có đợt chưng đến điểm của cân bằng mới. Vậy là mọi thứ cũng cũng đang ok. Quý ba này được coi là cao điểm của thủy điện, chúng ta sẽ cùng đợi xem như nào nhé. Hôm nọ thì có bạn bạn ấy có ý về cái biên lãi gộp, đúng không? Thực ra thì ở đây mình chưa liền, mình chỉ nói về cái chuyện là tỷ trọng của lãi gộp điện so với tổng lãi gộp thôi, đúng không? Chỉ chưa phải là biên lãi gộp gì cả. Nếu mà chúng ta muốn thì cũng dễ thôi, đúng không? Đây. Chúng ta sẽ có ngay một cái lãi này, biên. Rồi, đúng không? Vậy là quên. Rồi, về này cho nó ok nhá. Nếu là rất dễ dàng. Cái này thì cứ chia đúng công thức thôi, đúng không? Là ra rồi nhỏ rồi 400 xây dựng thì chẳng có vẻ gì cả. Rồi thì cũng không có thôi, và chung là 33%, đúng không? Trong đó thì điện đến 73, đúng không? Bất động sản là 60, như vậy là cực kỳ đỉnh cao. Và chúng ta sang bên này xem như nào nha. Đây là quý 1, đúng không? Quý 1 điện là 72% và bất động sản là 59, đúng không? Rất đặc biệt. Thực ra thì hàng hóa dịch vụ thì nó cũng không có cái vẹo gì cả, đúng không? Là mình không cần ghi, chủ yếu là xây dựng điện và bất động sản, đúng không? Nhưng mà như chúng ta đang xem đây thì gần như xây dựng là biên lãi là vô cùng nhỏ. Nói chung công ty xây dựng là nên có khuynh hướng chuyển, công ty trên sàn thì mình thấy họ chuyển sang bất động sản hoặc là chuyển sang điện, chứ không ai lại suốt ngày đi làm nhà thầu, đúng không? Nhà thầu như ca nhà thầu thì có công ty nhà thầu nào lớn mạnh đâu, đến như công ty công cuối cùng cũng vẫn phải đổi chủ, đúng không? Do tăng vốn nhiều. Rồi, đây là toàn năm 20. Hồi đấy xây dựng tốt hơn tí, đúng không? 8%, điện 60 và bất động sản là gần 40. Như vậy là năm nay là cả điện và bất động sản đều biên lãi đều vọt lên, đúng không? Là đóng góp chung. Chúng ta thử năm 19 nhá. Đúng rồi, ở đây điện ngoài chỉ còn 56, bất động sản thì khá hơn. Hồi này thì không có, đúng không? Không có bất động sản, chỉ có mỗi điện và xây dựng thì nó không cao, đúng không? Thực ra là điện thì hồi đấy doanh thu cũng không phải là cao gì cho lắm. Đúng rồi, chủ yếu là xây dựng thôi. Và chúng ta đến với năm gọi là 17, đúng không? Sâu xa hơn.
Hồi đấy thì biên lãi của cổ điển rất cao, nó 78, nhưng tỷ trọng không lớn. Ở phía trên này thì đến năm vừa rồi thì khác hẳn. Tỷ trọng của điện bây giờ nó cao rất nhiều rồi. Đến đây thì như đây là chiếm khoảng 23% doanh thu. Ngày xưa thì có lọ tẹo gần 10%. Như vậy là bây giờ là đang đang tốt nhất rồi. Mọi thứ đang ok. Ở đây thì chắc là mình sẽ đã qua thì cái lưu chuyển tiền với quý 1 và quý 2 nhé. Trước khi chúng ta ngó nghía nốt cái chuyên mình quý 2 thôi. Chuyên mình gần nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ thử 34 tỷ đúng không? Rồi. Đây là lãi trước thuế, lãi trước thuế là 150, còn khấu hao là 34, như vậy là cũng khá lớn đúng không? Năm ngoái năm nay không đổi, chứng tỏ là tài sản cố định không có thay đổi gì lớn cả. Ở đây chúng ta có chi phí lãi vay là 42 tỷ, như vậy dòng tiền thuần chắc là tương đối lớn, hơn 200, đúng rồi, 212, vậy là khá cao trong một quý. Phía dưới này thì phải thu thì 75 đúng không? Như vậy là chứng tỏ là đã đòi được tiền, đang đòi được ống điện. Hàng tồn kho là âm 191. Động sản rồi. Các cái dưới thì phải trả dương 21. Tiền lãi vay đã trả là âm 44 đúng không? Thuế thuế thu nhập doanh nghiệp là âm 43. Như vậy tính ra cũng 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 có khi trả dư bao nhiêu, 62 tỷ đúng không? Là dư một chút. Thực ra thì không sao đúng không? Mình vẫn nhận sức thuế đã bù được hết các cái kia rồi. Ở bên phía phía đầu tư đúng không, cái năm đây là thời điểm quý 1 đúng không, quý 1 thì ông âm 118 tỷ, như vậy là khá lớn đúng không? Đúng rồi, khá lớn. Như vậy là chắc ông đang bỏ tiền nốt cho cái vụ, một là cái vụ bất động sản, thứ hai là cái nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C. Vậy chắc chắn là nó rồi, rất đơn giản ở chỗ này, 128 rồi, không còn gì thêm cả. Ra dưới xem nào, di chuyển vay vọt nó đến đâu, 186. Như vậy trong kỳ 1 thì cũng lưu chuyển gọi là vừa phải, không lớn quá, chỉ 41. Như vậy tổng lưu chuyển ở đây là âm 107. Thực ra bên kinh doanh thì họ cũng đã để lại được 60 tỷ rồi. Bên này thì lại bị âm mất cái gốc vay, nó thêm khoảng 40 tỷ nữa đúng không? Vậy là âm 107. Thực ra thì đầu tiền tiền đầu kỳ thì rất lớn đúng không, 691 tỷ, nên thực ra là âm 100 thì nó cũng không phải gì lớn nào cả. Cuối cùng thì tiền nó về 584. 584, và chắc chắn là chúng ta sẽ thấy cái mục tiền đây đây, nó 691 về 584. Như vậy là điểm đáng chú ý duy nhất là công ty chi đầu tư tài sản cố định trong quý 1, và nó nằm ở dở dang thôi, khả năng cao là như vậy. Bên số 11 nó loanh quanh, nó chỉ có mấy cái thôi. Công ty thực ra là đơn giản, không phức tạp. Đúng rồi, phát sinh trong kỳ và kết chuyển đúng không? Kết chuyển là tài sản cố định 232 tỷ. Về phần lệch đấy chính là ở cái khoản kia rồi. Không sao, chúng ta đến với quý 2 nha. Chúng ta xem những cái rất thất thường. Cái này quý 2 thì nó là từ từ đầu năm đúng không? Chứ không phải là từ mùng 1 tháng 4. Không phải là riêng trong quý 2 đúng không? Mà thực ra là 6 tháng, lưu chuyển nó là như vậy.
ta sẽ xem gộp luôn đúng không? Nói chung thuế là 267 tỷ, cực kỳ tuyệt vời rồi. Khấu hao tài sản quy định là 68 đúng không? Như vậy là cứ 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 x2 thôi đúng không? Một quý thì là 34, hai quý thì là 68. Và chi phí đi vay đúng không? 82 tỷ. Tức là quý 1 hết 42, như vậy quý 2 chắc hết khoảng 40. Như vậy là lãi vay nó cứ giảm dần. Và chúng ta để ý kỹ thấy là ngày xưa 99 đúng không? Năm ngoái đây 82. Thực tế là cái này nó sẽ giảm dần thôi, nó không thể thay đổi được. Thì công ty đang trong quá trình hết nợ dần. Như vậy chỉ riêng việc này thôi thì cũng làm cho báo cáo chính là 6 tháng năm nay cao hơn 6 tháng năm ngoái là khoảng 17 tỷ lãi trước thuế. Đó. Nếu mà chúng ta trừ thuế đi chắc còn 13, 14 tỷ. Không nhiều đúng không? Nhưng mà rõ ràng là đấy là một xu hướng. Điện là như vậy. Rồi chúng ta có 408 đúng không? Tốt, rất tốt. Cũng gần gấp đôi cái quý 1 đúng không? Vậy là chuẩn rồi. Phải thu đúng không? Đến lúc này thì phải thu là âm lại đúng không? Để cho đối tác nợ. Hàng tồn kho là vẫn âm 182 đúng không? Nhưng mà so với kỳ đầu thì giật lại được một tí đúng không? Chúng ta có phải trả là 298 đúng không? Dương lại cơ. Nó chưa dương hai phải trả, tức là bản chất là nợ được đối tác đúng không? Và cuối cùng thì lãi vay đã trả là 85 và thuế nhà nước thì vẫn là 43, như vậy là chưa nộp thuế gì cả đúng không? Đấy gọi là chưa thôi đúng không? Chứ không phải không, sẽ phải nộp. Lãi vay đã trả thì cứ gấp thêm lên đúng không? Nhưng mà thì ghi thấy là nó cũng không gấp đôi đúng không? Bởi vì đang trong quá trình hết nợ dần. Có rằng ở đây là cũng không bao nhiêu đúng không? Nhưng mà số tiền tương đối lớn, 328 đúng rồi. Chỗ này gần như là nó bù trừ chỉ âm có 60 thôi. Trong khi lãi thuần chưa thay đổi thì nó là tận 400 cơ. Rất lớn đúng không? Như vậy là đúng rồi đúng không? Đang chi rất lớn với tài sản cố định đúng không? Đây là dấu hiệu của một công ty tăng trưởng đúng không? Công ty tăng trưởng là công ty phải có hiện tượng mở rộng 300, rất lớn 305 đúng không? Tổng đây là âm 310, rất lớn. Chúng ta xuống rửa sang tí nha, gọi là mắt thấy tay sờ nhìn cho kỹ luận giải như nào. Đây, xem hữu hình nó có kết chuyển gì vào đây không. Không kết chuyển đúng không? Vậy là đang dở dang hết rồi. Hoặc có thể là vô hình đúng không? Vô hình thì không bao nhiêu, bất động sản đầu tư nữa. Đúng rồi. 300. Kết chuyển là 200 rồi. Trong đó thì Sơn Trà là 97 tỷ. Đã khu thủy là 200 đúng không? Như vậy là đang đổ tiền ra. Chúng ta có thể thấy là mặc dù đổ tiền rất lớn nhưng mà cái phải trả lại chứng tỏ là thuê nhà thầu phụ hay nhà vật liệu xây dựng nhưng mà chưa trả tiền. Tất nhiên là công ty còn một lượng tiền mặt khoảng 600 tỷ đúng không? Sau đó thì nó có thể sẽ bù trừ cho cái đấy. Đi tới. Thực ra thì hàng năm thì cái khấu hao hàng năm thì có hàng cũng đã khoảng hơn 100 tỷ rồi cộng với lợi nhuận nữa đúng không? Do đó thì tính đúng thì một năm công ty có dòng tiền khoảng 300-400 tỷ thì là có thể chơi sát phá được. Nói chung là đang ở trong thế gọi là chiều lên đúng không? Mọi thứ là dễ dàng rất nhiều, chỉ cần chúng ta cộng hai thứ quan trọng với lại đúng không? Năm nay thì lợi nhuận sau thuế nhá thì chắc là khoảng hơn 300 cộng với khấu hao đúng không? Khấu hao thì 682 lên thì chắc là khoảng 136 đúng không? Vậy là tốt đẹp ra thì cũng phải đến khoảng 500 tỷ về mặt dòng tiền đúng không? Tiền kinh doanh. Tất nhiên là sẽ phải trả cổ tức các thứ rồi một số thứ nữa đúng không? Quỹ khen thưởng nữa, nhưng mà rõ ràng ít nhất là cũng phải dương đến 400 và đấy là cực kỳ tốt. Dòng tiền rất mạnh. Tất nhiên là đang trong quá trình gọi là hết nợ dần đúng không? Chứ nó không không thay đổi gì nhiều.